mọi người lần lượt rời khỏi cuộc sống của bạn. Chỉ duy nhất người ấy lựa chọn ở lại bên bạn, cùng bạn đối diện với những thăng trầm của cuộc đời. Đây là điều rất phước lành và may mắn dành cho bạn, bởi vì bạn đã gặp được một người rất cam kết trong tình yêu, không lay chuyển, lựa chọn tình yêu cung cấp cho bạn. Trong cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta sẽ có những khoảnh khắc chúng ta đối diện với những chướng ngại, thử thách và khổ nạn trong cuộc đời. Những khoảnh khắc đó, chúng ta có thể đánh mất đi hy vọng và cảm thấy rất mệt mỏi, chán chường trong cuộc sống của mình. Khi có một người luôn lựa chọn ở bên cạnh chúng ta, ngay cả thời điểm đen tối nhất của cuộc đời, đó là quý nhân trong tình yêu của chúng ta. Nhất định bạn cần phải trân trọng mối nhân duyên này, bởi vì người này đến với cuộc đời của bạn là để giúp bạn biến đổi ngày càng tích cực, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và tìm được mục đích thiêng liêng của mình ở hành tinh trái đất này. Và hãy nhớ rằng, khi bạn càng trân trọng, biết ơn những gì người ấy làm cho bạn và thể hiện trách nhiệm của mình trong mối quan hệ, nuôi dưỡng mối quan hệ bằng tình yêu sâu đậm của bạn, hỗ trợ tích cực người ấy bằng tình yêu vô điều kiện của bạn, khi cả hai đều nhận thức rõ ràng trách nhiệm của mình trong một mối quan hệ, thì cả hai đều có cơ hội trải nghiệm được tình yêu đích thực trong cuộc đời này. Có sóng gió nào cũng đều có thể vượt qua. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với hai bạn.